Hàn Quốc, một quốc gia có nền công nghệ phát triển, đã và đang triệt phá những vụ cờ bạc bất hợp pháp trong 10 năm trở lại đây. Ủy ban Kiểm soát Cờ bạc Quốc gia Hàn Quốc ước tính ngành công nghiệp ngầm này đã tăng trưởng 40% năm từ năm 2008 đến 2012, tương đương với doanh thu mỗi năm là 66 tỷ đô la Mỹ. Với các trang cờ bạc online này, người chơi chỉ cần đăng ký với nhà cái hoặc đầu nậu để có tài khoản riêng. Sau đó, họ sẽ phải nạp tiền thật để có tiền ảo trong tài khoản. Tất cả các trò chơi cờ bạc đều có sẵn hoặc đặt cược cho các môn thể thao yêu thích như bóng đá, bóng chày, quần vợt, đua ngựa. Hầu hết các giao dịch được quy đổi ra tiền mặt để tránh bị phát hiện qua những tài khoản ngân hàng. Trong khi chính phủ Hàn Quốc chưa thể giải quyết vấn nạn này, thì một số ý kiến cho rằng nên hợp pháp hóa để đánh thuế loại hình cờ bạc trực tuyến. Tuy nhiên, rất khó để các nhà chức trách Hàn Quốc có thể quản lý được, vì nhiều trang web và máy chủ lại được vận hành ở nước ngoài. Trong khi đó, tại Mỹ, quốc gia có nền tảng pháp lý khá chặt chẽ về quản lý casino cũng không tránh khỏi vấn nạn này. Núp bóng dưới dạng dịch vụ Internet cà phê, cờ bạc online đã bùng nổ cách đây 5 năm. Tinh vi và ngụy trang tốt, một quán cà phê Internet ở thành phố Modesto, bang California đã bị cảnh sát lật tẩy. Tất cả các trò cờ bạc online đều được kết nối với máy chủ ở đây. Có thể nói quán cà phê này là trung tâm điều phối, có tất cả các trò cờ bạc mà người chơi cần. Cảnh sát thành phố Modesto đã phải mất 2 tháng để điều tra cơ sở này. Cờ bạc online là loại hình bất hợp pháp tại Mỹ. FBI cũng đã cảnh báo tất cả người dân Mỹ cách đây 10 năm trên trang chủ của mình. Tuy nhiên, hoạt động cờ bạc online vẫn âm thầm diễn ra vì sự tiện lợi thông qua giao dịch bằng tiền mặt và có liên quan tới các nhóm tội phạm. Khi đột phá quán cà phê Internet này, cảnh sát California đã thu giữ 60 máy tính cùng 8.000 đô la Mỹ tiền mặt. Lucky Time Cà phê cũng là một trong những vụ triệt phá cờ bạc online lớn của cảnh sát bang Louisiana với hàng trăm máy tính cùng tiền mặt và cả ma túy. Đây là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây ngầm có doanh thu lên tới 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đường dây này cho phép người chơi truy cập vào trang chủ bằng thẻ riêng hoặc mật khẩu để người chơi có thể đánh bạc hoặc cá cược bất cứ ở đâu, thậm chí đang đi trên đường. Chúng tôi mất vài tháng để điều tra trường hợp này. Báo chí Mỹ đã từng lên tiếng nhiều lần về các hình thức cờ bạc bất hợp pháp tại nước này, núp bóng dưới dịch vụ Internet cà phê, khiến các bang thất thu thuế và gia tăng tỷ lệ tội phạm. Trước đây, năm 1993, luật pháp Mỹ cũng chỉ cho phép các thiết bị có trò chơi điện tử chỉ được thưởng cho người chơi không quá 5 đô la Mỹ mỗi khi chiến thắng và không được trả bằng tiền mặt. Mỗi trò chơi không được thưởng quá 10 lần trong một ngày. Có lẽ chính vì hạn chế này mà các loại hình cờ bạc online bất hợp pháp tại Mỹ có cơ hội phát triển. Và hầu hết người chơi và nhà cái ngầm đều giao dịch bằng tiền mặt là chính.